Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Outlook một cách hiệu quả. Điều đầu tiên là các bạn đăng nhập vào app Outlook 365. Khi đăng nhập xong thì các bạn sẽ thấy được cái màn hình của Outlook. Thì tại đây thì mình đang có những cái folder để lưu trữ các cái mail khác nhau. Mình đã phân luồng mail và các folder đó cho nó phù hợp. Thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo folder và xác định các cái mail đi theo cái luồng mail vào cái folder đó. Thì mình tạo ở đây, mình tạo thứ nhất là mình tạo cái folder tên test, rồi mình tạo tiếp một cái folder ở trên cái folder test. Cái này giống như là cái thư mục cho các bạn. Rồi, có nghĩa là thư mục test OK sẽ nằm ở trong thư mục test. Rồi. Nếu như các bạn muốn tạo tiếp thì các bạn cứ chọn cái cây thư mục đầu tiên á, thì rồi sau đó các bạn chọn new folder là, rồi các bạn tạo là OK. Mình sẽ tạo tiếp là test good nằm trong test OK. Test good sẽ là thư mục con của test OK và là thư mục con của test. Test sẽ là thư mục cha của test OK và test good. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái mail bất kỳ nào đó của cá nhân hoặc là của công ty khác với cái mail hiện tại của mình. Mình sẽ gửi mail cho cái địa chỉ mail đang dùng Outlook của mình để mình test. Và mình hướng dẫn các bạn là làm thế nào để cho cái mail đó vào một cái folder nhất định. Rồi sau khi mình gửi mail xong thì mình vào cái Send DC và mình chọn Send DCO folder để mình load mail. Rồi mail của mình đã về. Có một mail sẽ về từ một test. Báo là có một mail đã về. Rồi sẽ vào, mình sẽ vào mình kiểm tra có nội dung là test. Mail này có nội dung là test. Rồi mình kiểm tra thì mình thấy là mail này nó đang vào một cái folder nào đó. Thì các bạn sẽ kiểm tra xem là những cái folder trước đó các bạn đã phân luồng mail vào thì các bạn đã xóa hay chưa. Nếu các bạn chưa xóa thì các bạn xuống Delete Item và các bạn sẽ thấy được là những cái folder mà các bạn tạo trước đó chưa xóa thì các bạn xóa nó đi. Rồi các bạn quay lại folder test. Rồi bây giờ các bạn hãy lấy một cái mail nào đó mà các bạn test bằng việc gửi mail cho cái địa chỉ mail đang dùng Outlook 365. Các bạn soạn một nội dung bất kỳ ạ. Rồi sau khi các bạn đã soạn xong và các bạn gửi xong thì các bạn tiếp tục bằng việc là các bạn bấm vào Send DC, rồi các bạn chọn là Send DC All Folder, các bạn nhấp vào nó để nó load mail. Thì thông thường thì mail sẽ độ chậm trễ của mail khoảng chừng là 3 phút, rồi 1 đến 3 phút rồi sẽ có một cái mail về. Ở đây nó sẽ thông báo là cái luồng mail của cái mail mới nó sẽ vào là cái folder tên test, nhưng mà folder tên test mình đã xóa rồi cho nên nó không có vào được cái luồng mail đó. Rồi bây giờ các bạn tắt các thông báo đó đi. Rồi các bạn bây giờ các bạn thao tác để ý cái thao tác của mình để các bạn làm cho nó chuẩn và đúng. Các bạn nhấp chuột phải chọn rule và green rule. Green rule ở đây thì from là cái người gửi, send to là cái người nhận. Ở đây chỉ có một người nhận. Rồi more item tức là tới cái bạn đang xác định là tới cái folder nào mà các bạn cần cái chứa cái địa chỉ mail này, thì các bạn bấm select folder để các bạn chọn cái folder cho nó phù hợp. Còn play ở select show là cái âm thanh mà khi các bạn nhận được mail thì nó sẽ báo cho các bạn.
các bạn chép vào hoặc là các bạn bỏ qua cũng được. Rồi sau khi các bạn chọn xong hết, các bạn bấm OK. Khi các bạn bấm OK xong á, thì nó sẽ có một cái màn hình cảnh báo là các bạn có muốn thao tác này hay không, thì các bạn bấm vào Run Run it Run now, nghĩa là bạn muốn thao tác, bạn muốn chạy nó ngay lập tức. Rồi các bạn xác nhận lại là OK. Khi các bạn xác nhận lại thì các bạn sẽ thấy là cái mail hồi nãy của các bạn sẽ vào cái folder mà các bạn chỉ định. Rồi bây giờ các bạn quay lại cái mail mà các bạn mới gửi cho cái email Office 365 á, các bạn sẽ soạn một cái mail khác, một cái mail mới, các bạn soạn một nội dung nào đó bất kỳ rồi các bạn gửi lại cho cái email Office 365 để các bạn kiểm tra xem á, là các bạn đã phân được cái luồng mail đó vào đúng cái folder mà các bạn mặc định hay chưa. Rồi sau khi các bạn gửi xong á, thì gửi thao tác cũng giống như là 2 lần trước của các bạn. Rồi các bạn chờ mail về. Thông thường mail về là trễ khoảng chừng 1 đến 3 phút. Rồi mail về rồi. Rồi nó về thì các bạn thấy là nó không nằm ở trong cái inbox nữa, mà nó nằm ở trong cái folder tên test food mà các bạn ấy, các bạn đã mặc định cho nó nằm ở trong cái folder này. Rồi mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là phân luồng mail. Bây giờ là mình đánh dấu cho các mail mà quan trọng. Mình chọn là cờ đỏ. Đây, các cái mail quan trọng. Thì ở đây nó có là thứ nhất á, là show âm thanh cảnh báo. Rồi cái âm thanh cảnh báo này là mặc định của Outlook 365. Rồi cái reminder là cái ngày cảnh báo. Rồi rồi ở đây có start day và do day, thì các bạn lựa chọn cho nó phù hợp. Khi các bạn bấm OK xong đó, thì nó hiện lên một cái chuông cảnh báo cho các bạn. Rồi khi mà xong hết rồi thì các bạn vào clear để các bạn xóa nó đi. Khi mà cái mail đó các bạn đã thực hiện xong rồi thì các bạn clear nó đi, để xóa những cái đánh dấu của mình đi là OK. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo cho chữ ký cho mail trên app Outlook 365. Thư ký cho cái mail của mình đó, các bạn muốn tạo cái chữ ký cho cái mail của mình đó, thì bắt buộc các bạn là phải vào tạo cái một cái mail mới. Rồi sau khi các bạn tạo bấm vào cái tạo mail mới rồi đó, thì các bạn phải tạo cái tên của cái chữ ký, nhưng nó giống như là cái tiêu đề của chữ ký của các bạn. Thì ở đây thì các bạn nhìn theo mình để mình nhìn theo mình thao tác để các bạn thao tác nó chuẩn hơn, nó đúng hơn. Thì chỗ new messenger thì các bạn chọn cái tên của chữ ký đó, tức là tiêu đề của chữ ký đó. Rồi sau đó các bạn chọn nội dung của chữ ký. Thì khi các bạn soạn xong cái nội dung của chữ ký mà theo cái tiêu đề của chữ ký á, thì các bạn bấm OK. Rồi sau khi tạo xong các bạn bấm OK, soạn một cái địa chỉ mail mà các bạn cần gửi. Ví dụ như mình gửi lại cái địa chỉ mail cá nhân của mình. Ở thông thường á, là các bạn gõ địa chỉ mail xong á, thì những cái địa chỉ mail mà nó nhận trước đó thì nó sẽ lưu trữ lại, nó sẽ có một cái bộ nhớ thông tin. Thì các bạn gõ xong thì các bạn chỉ cần là, nếu mà nó hiện sớm thì các bạn chỉ cần là chọn là OK. Rồi đây mình chọn cái chữ ký của cái mail vừa nãy mà mình mới tạo. Rồi các bạn chọn nội dung, rồi các bạn gửi là OK. Mình đã hướng dẫn xong cho các bạn là cách tạo chữ ký. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là việc ép danh sách địa chỉ mail theo tu CC và BCC. Các bạn bấm vào chữ tu á, thì các bạn sẽ hiện lên một cái danh sách mail. Ở đây á, là cái danh sách địa chỉ mail này á, là nó thông thường là nó theo group của cái bộ office của mail 365. Thì những cái địa chỉ mail này á, là những địa chỉ mail mà admin quản lý địa chỉ mail đã tạo.
Thì khi mà tạo xong á, thì nó chỉ hiển thị là tên người dùng, còn cái địa chỉ mail á, thì nó không hiển thị, tức là tên người dùng nó hiển thị thay thế cho địa chỉ mail đó. Các bạn bấm to cc hoặc là bcc, bấm xong các bạn bấm ok là ok, nó sẽ đi các địa chỉ mail mà các bạn cần gửi đi rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi nói chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.